Xin chào mọi người nhé. Chúng ta đang theo dõi trận thi đấu. Vâng, xin lỗi mọi người nhé. Do trọng tài lật điểm có sự cố với bảng điểm. Tôi phải xuống để xử lý sau rồi quay lại chúng ta. Và chúng ta tiếp tục theo dõi trận thi đấu. Nội dung đơn nam vòng tứ kết. Hiện tại thì Nguyễn Hải Đăng của Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn trước Phạm Cao Cường của Thành phố Hồ Chí Minh với điểm số là 9-4. Ở các nội dung đơn, đơn nam và đơn nữ thì các vận động viên vào vòng 1/8 sẽ được chia làm hai bảng để thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm lấy nhất nhì vào đánh bán kết. Ở bảng A gồm 4 vận động viên Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thiên Lập của Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đình Hoàng của Lâm Đồng và Lê Đức Phát của Quân đội. Bảng B gồm Nguyễn Hải Đăng, Phạm Cao Cường của Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tiến Tuấn của Hà Nội và Trần Lê Mạnh An của Quảng Trị. Hiện tại chúng ta đang theo dõi trận đơn giữa Phạm Cao Cường và Nguyễn Hải Đăng. Điểm số bây giờ là 6-10. Một pha đập cầu rất tốt của Phạm Cao Cường. Phạm Cao Cường và Nguyễn Hải Đăng đã có một trận thi đấu rất kịch tính tại giải vô địch cầu lông trong Đại hội Thể thao Toàn quốc 2018. Thì Nguyễn Hải Đăng đã vượt qua Phạm Cao Cường với 1:38. Một trận đấu kéo rất dài và sang hiệp đấu thứ ba thì
Nguyễn Hải Đăng đã vượt qua Phạm Cao Cường với điểm số là 21-18. Pha ghi điểm của Phạm Cao Cường 8-10. Thời gian đầu năm vừa rồi, đầu năm 2019 thì Phạm Cao Cường đã dính chấn thương ở gối và đã phải nghỉ một thời gian dài để điều trị chấn thương. Một pha đánh lưới tốt của Hải Đăng. 11-6, 11-8. Hiện tại trên bảng xếp hạng thì Nguyễn Hải Đăng đang xếp hạng 2, đứng sau Nguyễn Tiến Minh. Phạm Cao Cường đang xếp hạng 6. Như một số khán giả chúng ta đã biết là sau khi kết thúc giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc thì Phạm Cao Cường cùng Nguyễn Tiến Minh sẽ lên đường tham gia dự giải vô địch cầu lông thế giới được tổ chức tại Thụy Sĩ. Thì Phạm Cao Cường sẽ gặp Momota trận đầu tiên. Hai vận động viên của Việt Nam đều gặp những vận động viên đang có thứ hạng rất cao trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới. Rất khó để hai vận động viên của Việt Nam có thể lọt vào vòng tiếp theo ở nội dung đơn. Thành phần của đội tuyển cầu lông tham dự giải vô địch cầu lông thế giới được tổ chức tại Thụy Sĩ và các vận động viên sẽ lên đường vào ngày 16 tháng 8. Thành phần gồm Nguyễn Tiến Minh, Phạm Cao Cường ở nội dung đơn nam, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh ở nội dung đơn nữ, Đỗ Tuấn Đức, Phạm Như Thảo ở nội dung đôi nam nữ. Nguyễn Tiến Kha chúng ta còn thua kém rất là nhiều nhưng chúng ta sẽ phải cố gắng thôi. Hy vọng thì chúng ta phải được hy vọng nhưng sao chưa chưa chi đã không có hy vọng rồi. Khán giả cứ hy vọng đi để vận động viên chúng ta không cố gắng. Và điểm số bây giờ là 12-9. Trang nát cả bài nhỉ. Điểm cho Nguyễn Hải Đăng 13-9. Hai người trùng áo thì em ở xếp hạng dưới em đổi áo thôi. Cái này nó màu trắng. Em màu vàng đi. Cùng đội không thống nhất với nhau ạ. Giờ này mọi người đã ăn cơm xong chưa nhỉ? Ăn cơm xong rồi thì chia sẻ livestream đi. Trận đấu của Nguyễn Hải Đăng và Phạm Cao Cường rất có thể sẽ diễn ra trong 3 set. Trong thời gian vừa rồi thì Phạm Cao Cường và Nguyễn Hải Đăng cũng đang tập trung tại đội tuyển cầu lông quốc gia và hai vận động viên đã có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian vừa rồi. Điểm số giờ là 11-13, Phạm Cao Cường giao cầu. Rất tốt, một pha đặt cầu tốt của Cao Cường. Điểm cho Cao Cường 12-13. Trong những buổi tập thì Phạm Cao Cường và Nguyễn Hải Đăng cùng tập luyện nội dung đơn.
và các vận động viên đã thi đấu với nhau rất nhiều. Mỗi khi hai vận động viên đối đầu với nhau thì các hiệp đấu thường diễn ra rất kịch tính. Pha đập cầu rất tốt của Phạm Cao Cường, điểm 13 đều. Thư lát cả vài thứ. Nội dung nào cũng hai người vào à? Ở nhà tính chia giải sao? Pha đặt cầu rất tốt của Cao Cường. Điểm cho Cao Cường 14-13. Đội Lam chưa đánh nhé. Các bạn chúng ta theo dõi trên fanpage thì mình có cập nhật cái lịch thi đấu cụ thể từng nội dung và từng cặp vận động viên gặp nhau. Chúng ta theo dõi ở trên đó và thứ tự các trận đấu cũng sẽ cơ bản thì sẽ theo cái danh sách mình đăng lên trên fanpage nhé. Chúng ta vào theo dõi cái lịch tối ngày mùng 6 sẽ cụ thể từng các trận trong đó. Lần đầu tiên sẽ là các nội dung đơn, đơn nam, sau đơn nữ, sau đến đôi nam và đôi nữ. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta không có tham gia thi đấu nội dung đôi nam nữ. Buổi tối ngày hôm nay thì sẽ diễn ra các trận thi đấu ở lượt tứ kết. Cầu trong sân, điểm 14 đều. Và tấn công rất tốt của Cao Cường. Và điểm số cho Cao Cường 15-14. Mạnh An chuẩn bị đánh nhé. Do điều kiện thời tiết trong Đồng Nai đang có mưa. Và trên sân số 4 thì có bị dính một số lỗi trên sân. Chính vì vậy thì ban tổ chức đang tổ chức trên 3 sân. Và sân số 4 đang chưa được thi đấu. Vì vậy trận của Mạnh An chưa diễn ra. Mạnh An lát nữa sẽ gặp Nguyễn Tiến Tuấn của Hà Nội. Một vận động viên đang có phong độ rất tốt. Và điểm số bây giờ đang là 15 đều. Chúng tôi dự đoán trận đấu này sẽ diễn ra trong khoảng 75 đến 80 phút. 70 đến 80 phút. Rất có thể trận đấu sẽ diễn ra với những điểm số rất là sát sao. Một pha đánh rất tốt của Hải Đăng. Một pha đánh hai nhịp trên lưới rất tốt và điểm bây giờ là 16-15 cho Hải Đăng. Rất tốt, những pha đập cầu thể hiện sự vượt trội sức mạnh của Phạm Cao Cường. Hai vận động viên có hai lối đánh khác nhau. Nguyễn Hải Đăng thì sử dụng lối đánh bền an toàn. Còn Phạm Cao Cường sử dụng những quả đặt cầu để có những quả cầu cao thể hiện sức mạnh của những quả smart. Một pha đẩy cầu rất tốt của Hải Đăng. Điểm số giờ là 17-16. Hải Đăng giao cầu.
Cầu ngoài. Pha đập cầu ngoài rất đáng tiếc của Hải Đăng. Đổi giao cầu cho Cao Cường 17 đều. Cầu ngoài. Rất đáng tiếc pha đập cầu ngoài của Phạm Quốc Cường. Việt ơi đang đánh 3 sân nhưng Việt nhất sân số 4 dính trời mưa đâm ra là hiện tại đang chưa thi đấu. Lát nữa có thể sẽ đánh khi mà trời không còn mưa nhé. Rất tốt, một pha đập cầu rất tốt của Phạm Quang Cường. Đổi giao cầu 18 đều. Hùng Đình Kinh ơi gọi gì thế? Đánh cầu không qua lưới. Đổi giao cầu cho Hải Đăng 19-18. Sau khi kết thúc một trận thi đấu nào trên ba sân thì Mạnh An sẽ đánh nhé. Tiến Minh có đánh Đoàn Phú ơi. Hùng Điền Kinh, có vẻ như link Facebook của bạn thể hiện rõ là bạn cũng không có đam mê cầu lông nhiều hay sao ấy. Hiện tại thì ở nội dung đơn nam thì Nguyễn Tiến Minh vẫn đang là vận động viên số 1 của cầu lông Việt Nam hiện tại nhé. Hải Đăng đã dẫn 20-18 rồi. Vâng, Cao Cường đã rút ngắn khoảng cách xuống còn một điểm 19-20. Ok Hùng Đình Kinh ơi, tại vì link Facebook của bạn cũng thể hiện rõ bạn đang là vận động viên Đình Kinh mà. Vũ Hoàn ơi, bây giờ quy định luật thế giới thì đang là 1m15 nha bạn nhé. Và điểm số giờ là 20 đều. Đúng như chúng tôi dự đoán thì Cao Cường và Hải Đăng sẽ có một trận đấu rất vất vả. Vì hai vận động viên đang tập luyện chung với nhau. Về cơ bản thì các đường cầu của cả hai vận động viên đã nắm rõ thế mạnh và điểm yếu của nhau. Chính vì vậy thì trận đấu sẽ diễn ra rất hay. Phòng thủ rất tốt của Cao Cường. Vâng, một pha ghi điểm rất xuất sắc của Cao Cường. Khi trong tình huống trước đó thì Cao Cường đã có một pha phòng thủ rất hay. Đáng tiếc trong pha vừa rồi thì Hải Đăng không ghi được điểm. Và điểm cho Cao Cường 21-20. Đang xem một nha, đang xem đầu tiên. Pha lên lưới chân trụ không thực sự tốt của Cao Cường và đổi giao cầu 21 đều. Kìa đây, ban tổ chức nhắc không chơi điện tử kìa. Nhắc vận động viên thành phố và ban huấn luyện của thành phố không có chơi điện tử nhá. Ra sân toàn là mỗi người cắm vào điện thoại chơi điện tử, chết luôn. Rất tốt, một pha đập cầu rất tốt của Cao Cường.
Điểm số bây giờ là 22-21. Cao Cường đã vươn lên dẫn trước Nguyễn Hải Đăng. Những điểm số rất quan trọng của một trận đấu. Rất đáng tiếc trong pha vừa rồi, Cao Cường đặt cầu không qua lưới và điểm số được san bằng 22 đều. Vâng, Nguyễn Quốc Học, vận động viên của Bộ Công an mới được xuất lò từ lò đào tạo trường đào tạo Bắc Linh. Mới ra sân và anh có một phát ngôn rất hùng hồn, một pha đập cầu dã man. Nguyễn Quốc Học là một hiện tượng của cầu lông Việt Nam trong những 1-2 năm trở lại đây. Thì trong năm 2018 tại giải học sinh sinh viên Hà Nội thì Nguyễn Quốc Học đã vượt qua Lê Thanh Lâm, một vận động viên đang tập trung tại đội tuyển cầu lông trước đó. Trong trận thi đấu vào tối ngày hôm qua thì Nguyễn Quốc Học đã có một trận thi đấu rất xuất sắc. Mặc dù để thua Nguyễn Hải Đăng với tỷ số 2-0 nhưng anh đã để lại những ấn tượng rất lớn với người hâm mộ khi đánh với Nguyễn Hải Đăng. Và những cái điểm số thua trước Hải Đăng đều là những điểm số khoảng cách 2 điểm. Vâng, hiện tại thì Nguyễn Hải Đăng đã vươn lên dẫn trước Phạm Cao Cường với điểm số là 23-22. Rất may mắn cho Phạm Cao Cường. Một pha đánh cầu trượt chân mất trụ của Cao Cường, đáng tiếc trong pha cầu vừa rồi thì Nguyễn Hải Đăng lại đánh cầu không qua lưới. Đổi giao cầu cho Phạm Cao Cường, 23 đều. Đúng như những dự đoán chúng tôi nói ngay từ đầu trận đấu thì trận đấu sẽ diễn ra với thời lượng khoảng 70 đến 80 phút và trận đấu sẽ diễn ra trong 3 set. Quốc Học còn đánh nội dung đôi nữa nhé. Quốc Học đánh với cả Hưng Phú, một vận động viên trẻ của Bộ Công an. Cầu tốt. Một pha đẩy cầu chính xác của Hải Đăng. Hải Đăng đã vươn lên dẫn trước 24-23. Trong thời gian vừa rồi thì Phạm Cao Cường đã rất cố gắng tập luyện để giảm trọng lượng của mình. Và thời gian vừa rồi thì Cao Cường đã giảm 6 cân so với thời gian trước đó. Thời gian đầu năm thì Phạm Cao Cường dính chấn thương ở đầu gối, chính vì vậy không thể tham gia tập luyện. Cuối buổi tối nay sẽ đánh đôi nha bạn nhé. Sau nội dung đôi nữ, đơn nữ. Cầu ngoài. Và kết thúc ở hiệp đấu thứ nhất, Nguyễn Hải Đăng vượt qua Phạm Cao Cường với điểm số là 25-23.